Sau đây thì xin mời bạn Vân có thể ngồi. Lời nói đầu tiên thì xin chào mừng Khánh Vân đến với ngày tu sinh viên của các bạn. Hôm nay thì theo số lượng thống kê đã có gần 3.000 bạn sinh viên về dự tu ngày hôm nay. Xin chào Vân đến với buổi workshop. Thì trước khi bắt đầu thì Vân có thể giới thiệu sơ lược về bản thân để cho các bạn ở đây cùng biết được không? Dạ. Xin mời Khánh Vân. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, A Di Đà Phật, lời nói đầu tiên cho phép Khánh Vân xin được gửi lời chào đến tất cả các quý thầy, các cô, các chú, các anh chị và các bạn và tất cả các em đang có mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Lời chào trân trọng nhất. Dạ. Dạ. Dạ thầy ơi, thật ra mà nói thì đây là một trong những cái lần đầu tiên con được chia sẻ tại một cái nơi rất là đặc biệt. Đó chính là chùa Hoằng Pháp. Tại vì thật ra đó giờ thì Vân đã đi rất là nhiều nơi và cũng chia sẻ rất là nhiều nơi. Nhưng mà đây là một cái nơi mà Vân cảm thấy rất là đặc biệt, nhưng mà cũng khá là áp lực khi mà mình chia sẻ. Dạ thưa thầy, con là Nguyễn Trần Khánh Vân, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019. Dạ. Và ngày hôm nay thì nói là con cảm thấy là con rất là may mắn và rất là hữu duyên khi mà được đến chùa của mình và được chia sẻ với tất cả các bạn, và đặc biệt là những bạn trẻ với rất là nhiều năng lượng. Khi mà được ngồi ở đây ngay giờ phút này thì con mới cảm giác là ngày xưa con nhớ hoài cái cảm giác khi mà con còn nhỏ, dạ, là con đã được đến chùa Hoằng Pháp rồi. Vân đã được đến chùa Hoằng Pháp từ khi Vân nhỏ xíu thôi. Thì lúc đó Vân nhớ là Vân đứng ở ngay cổng chùa và nhìn lên nói wow, sao mà mình được đến một chùa đẹp quá và lớn như thế này. Thì ngày hôm nay thì với cái duyên lành và Vân đã được đến đây một lần nữa để mà gặp gỡ tất cả các bạn, để được chia sẻ, thì Vân hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày thật là đặc biệt. Dạ. Không biết là Vân có thể đọc được ý nghĩ người khác hay không, khi mà câu hỏi tiếp theo tính hỏi á, là từ trước tới giờ Vân đã từng nghe tới chùa Hoằng Pháp chưa? Yeah. Vân đã từng đi chùa Hoằng Pháp chưa? Mà Vân cũng đã trả lời luôn rồi. Vân rất là hay đúng không các bạn? Dạ. Mà thầy ơi, con còn biết được một cái tin này nữa thầy. Có nghĩa là con còn được biết á, là có một cái duyên rất là hay, là bởi vì ngày hôm nay con được ngồi cùng với thầy. Và thầy cũng đã từng là một người bạn học chung trường với con hồi cấp 2 à. Con nhớ là con học vào lớp 9-14, còn thầy là học lớp 9-10 ạ. Dạ. Và theo như con được biết thì cách đây 10 năm trước, thì năm nay cũng là một cái cột mốc kỷ niệm 10 năm của Khánh Vân. 10 năm trước thì Vân bắt đầu những cuộc thi đầu tiên và bước vào nghệ thuật. Và cũng 10 năm trước thì những cái ngày đó là thầy đã đi xuất gia và thầy cũng kỷ niệm 10 năm ạ. Thôi bây giờ mình vào cái buổi workshop nha. Thì đúng là thực tự là ban đầu thì cũng có biết Khánh Vân. Tất nhiên khi mình làm một chương trình nào đó, mình có nói chuyện tự nhiên cỡ nào thì trước đó mình cũng đã phải tìm hiểu, cũng phải search cũng với Google về bạn đó, vị đó, người đó. Khi lên Google để tìm về Khánh Vân, biết là Khánh Vân sinh năm 95, tức là cùng tuổi. Sau đó qua một vài cái thông tin khác thì có những cái thông tin thì nó vô tình nó dẫn tới cái chuyện là thì ra bạn này đã từng học trường cấp 2 chung với mình. Và đó là một nhân duyên. Thì hôm nay tới đây cũng muốn nhắc lại. Và cũng không phải là, cũng mong mọi người đừng nghĩ là thấy sang bắt quà làm họ nha. Tại vì thấy nó cũng có cái nhân duyên đó. Và sau đó Khánh Vân chia sẻ thêm là Khánh Vân bước vào sàn diễn nghệ thuật khi mà năm 2013, đó là 10 năm. Thì bản thân mình cũng bắt đầu bước chân vào đạo, tìm hiểu đạo và tiến lên trên con đường học đạo cũng từ năm 2013. Đó là những gì mà muốn người chia sẻ thêm cho mọi người được biết. Không biết là cái cơ duyên nào mà để Vân có thể nghĩ tới việc mình, những ngành nghệ thuật á, người ta gọi là điện ảnh là nghệ thuật thứ bảy, đúng không? Ví dụ mình hỏi là
không biết cơ duyên nào bạn tới với môn nghệ thuật thứ bảy này. Thì không biết là mình sẽ đặt câu hỏi như thế nào khi mà nhân duyên gì để Khánh Vân đến với chuyện lẽ mà nó là nghề hoa hậu. Cô không biết nó như thế nào ta, nghĩa là đến cái lĩnh vực về sắc đẹp đó, phương diện về sắc đẹp này. Dạ, con cảm ơn thầy. Để nói về một cái cơ duyên mà Khánh Vân được bước vào lĩnh vực nghệ thuật thì đó là một cái hành trình dài của Vân, không ngừng nghỉ 10 năm. Từ khi mà những ngày đầu tiên khi mà còn học ở cấp 3, cấp 2, cấp 3 và lúc đó Vân còn rất là nhỏ và Vân cứ nhớ là mình từng hay coi trên TV những cuộc thi hoa hậu và mình thấy các chị bước trên sân khấu rất là đẹp, rất là lộng lẫy. Dần hình thành trong Vân là những nuôi dưỡng những cái ước mơ. Ước mơ một ngày nào đó mình cũng sẽ được như vậy. Và Vân cũng đã trải qua rất là nhiều khoảng thời gian thi rất là nhiều cuộc thi, thất bại cũng rất là nhiều lần. Để sau một cái hành trình dài 6 năm, 6-7 năm sau thì Vân đã may mắn và được trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Và để nói về cơ duyên nghệ thuật thì Vân nghĩ là đó là một cái may mắn và một cái sự lựa chọn mà thầy có biết là thường ở trong nghề tụi con hay nói là tụi con có tổ nghiệp là tổ của ngành sân khấu. Thì Vân nghĩ rằng Vân cũng được tổ nghiệp soi đường và dẫn lối cho Vân và với những cái niềm tin không bao giờ tắt, những cái sự cố gắng không bao giờ dừng lại và để có được một Khánh Vân như ngày hôm nay ạ. Dạ. Vậy thì ở đây chúng ta đúc kết được điều gì? Khi Khánh Vân đến với cái nghiệp nghệ thuật phải có sự đầu tư, phải có mong muốn, phải có sự đầu tư và phải có một cái niềm đam mê, ý chí và nghị lực để vươn lên. Sau khi mà Khánh Vân đã đạt được giải Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019, sau đó thì khi mà gọi là mình mãn cái nhiệm kỳ Hoa hậu đó, Khánh Vân tiếp tục công việc gì ạ? Dạ, hiện tại thì con rất là may mắn khi mà con được mở ra một cái công ty riêng của mình là Khánh Vân Entertainment, một công ty giải trí, một học viện Khánh Vân Academy và một thương hiệu thời trang ở Lavani. Tại vì con nghĩ là cái hành trình của mình á, mình phải cố gắng để mình tiếp tục và mình tiếp tục xây dựng những cái ước mơ, mình thực hiện những cái ước mơ của mình. Và chính vì đó cho nên là sau khi mà hoàn thành xong nhiệm kỳ thì con lại tiếp tục những cái ước mơ đó và dần thực hiện hóa những cái ước mơ của mình bằng cách là mình hành động. Nếu như mà con cảm thấy sợ hãi, nếu như mà con cảm thấy lo lắng hay là con sợ thất bại thì con đã không làm, nhưng mà con nghĩ là thôi, đôi khi mình cứ làm đi. Đôi khi cái gọi là mình có thất bại thì cũng gọi là mình có, chứ không đôi khi nếu như mà mình không làm thì mình cũng sẽ không có gì. Nên đó là lý do vì sao mà con đã có những cái công ty cũng như là những cái cột mốc tiếp theo sau 3 năm nhiệm kỳ ạ. Xin cảm ơn Khánh Vân với câu trả lời vừa rồi. Sự nghiệp của Khánh Vân đã sang trang, sang một cột mốc mới. Thì khi sang trang, sang một cột mốc mới, chúng ta sẽ có thêm những thành công lẫn những thất bại. Chứ không phải như chúng ta là những người cũng sang, mà chúng ta sang chính tâm lý. Và điều đó thì chúng ta không có giữ vững được cái tinh thần của mình, dẫn đến những căn bệnh, những lo âu. Vậy thì trong cuộc sống của mình á, Khánh Vân có cảm thấy áp lực với những công việc đè nặng trên vai một người gọi là một nàng hậu hay không? Dạ, thực ra mà nói thì con nghĩ là không chỉ riêng con đâu, mà tất cả các bạn ở đây, dù là các bạn nhỏ hay là các cô chú thì vẫn sẽ có những cái áp lực của riêng mình. Mỗi người sẽ có những cái áp lực riêng và Khánh Vân cũng vậy. Nhưng mà hơn bao giờ hết thì thực ra Vân hay có một cái câu nói mà mình tự khích lệ bản thân của mình khi mà mình gặp những cái khó khăn thử thách. Con hay nói là áp lực tạo nên kim cương. Đôi khi càng áp lực, càng khó khăn, càng thử thách nhiều, thì khi mà chúng ta vượt qua được những điều đó thì chúng ta sẽ cảm thấy cái thành công của mình nó rất là lớn lao. Đôi khi thì sẽ có nhiều bạn sẽ nói là chắc bây giờ Vân được như vậy rồi thì Vân sẽ nói rất là dễ. Nhưng mà thật ra mà nói thì hành trình của Vân chưa bao giờ là dễ dàng. Vân cũng như các bạn bây giờ ngồi đây thôi. Vân cũng đã từ khi mà còn nhỏ, Vân cũng nuôi dưỡng ước mơ, cũng cố gắng và tạo cho mình những cái động lực để mình vượt qua nó. Và Vân chỉ thấy là có một cái câu mà Vân muốn chia sẻ lại đến hiện tại để mà mình vượt qua, đó là mình cố gắng mình chuyển hóa những cái nguồn năng lượng áp lực đó thành những cái cố gắng
những cái sự tập trung, sự nghiêm túc của mình để cái công việc, mọi cái áp lực đó nó thành cái sự thành công. Tại vì hơn bao giờ hết thì nếu như mà mình cảm thấy cái sự áp lực nó là một cái bước cản trở cái sự thành công của mình thì mình nghĩ thôi mình nghỉ nhẹ nhàng hơn một xíu, mình đừng có áp lực luôn để cho cái thành công đến với mình nó dễ hơn, đúng không các bạn? Ngày hôm nay thì với cái tâm lý của Vân, khi mà Vân ngồi đây cùng với thầy á, thì cái tâm lý của Vân là Vân đang là các bạn, chỉ chia sẻ những cái hành trình đã qua và như một cái một người bạn, một người chị đi trước và chia sẻ lại những cái kinh nghiệm của mình để giúp cho những bạn nào hiện tại, ngay bây giờ, ngay giờ phút này có rất là nhiều áp lực, có rất là nhiều lo âu, thì mình hãy nhẹ nhàng hơn, mình sống một cách chậm lại một xíu, mình nhìn những cái áp lực đó và mình cố gắng mình chuyển hóa cái điều đó. Những cái công việc mình đang làm, mình cố gắng, mình tập trung, mình nghiêm túc và mình không từ bỏ. Thì Vân tin chắc chắn rằng tất cả các bạn ngồi đây thì mỗi bạn sẽ có những cái thành công rất là tuyệt vời và nhiều khi thành công hơn cả Khánh Vân nữa. Thưa Khánh Vân, thưa các bạn, có một điều mà có lẽ ở đây sẽ có những bạn sau khi nói ra điều này sẽ có những bạn biết và cũng sẽ có những bạn chưa biết. Đó là khi thời còn cấp 2 đó, có lẽ là Khánh Vân và bất kỳ những ai học trường của mình cũng đều có áp lực, chắc chắn luôn. Vì ngôi trường của mình nó tọa lạc tại một con đường, mà con đường đó nổi tiếng, đặc sản là kẹt xe. Đó là đường Trường Chinh. Và chỉ còn có một cây số nữa thôi, chắc không tới 1 cây quá, là ra tới chị Hiền, ngã tư Bỉ Hiền nữa. Ngã tư Bỉ Hiền ngay góc của bên này là nhà sách Nhân Văn. Thì do đó là kẹt xe, nếu đi học buổi sáng, buổi trưa thì 11 giờ rưỡi ra, thì chắc 12 giờ rưỡi hoặc là 1 giờ về tới nhà. Về tới đó là quay vô học buổi chiều tiếp. Đó là những cái áp lực từ thời còn đi học. Dĩ nhiên thì thời gian đã qua, những kỷ niệm cũng dần phai đi. Nhưng có những cái thì chúng ta nên tập trung ở hiện tại. Được biết là Khánh Vân cũng đã biết đến đạo Phật cũng từ sớm. Vậy thì trong con đường mà làm nghệ thuật của mình đó, với tinh thần của đạo Phật đó, là giữa đạo và công việc đó, Khánh Vân có cảm thấy nó có cái khó khăn gì hay là Khánh Vân cảm thấy nó rất là bình thường và hỗ trợ cho nhau? Dạ, con cảm ơn thầy. Vân rất là may mắn khi mà từ khi mà Vân còn nhỏ, giống như là hồi lúc đầu Vân có chia sẻ là Vân được đến chùa, Vân được ba mẹ chở Vân đi rất là nhiều nơi, nhiều ngôi chùa khác nhau. Và Vân là từ nhỏ là Vân đã đến chùa rất là nhiều, bởi vì ba của con á thầy là ba con làm công quả trong chùa, cho nên là ba con là chuẩn bị những cái chương trình như là những cái ngày lễ, rồi làm sân khấu, rồi làm thiết kế, rồi đôi khi là ba con là có làm những cái về điêu khắc nữa, và ba con lại có vẽ những cái mặt tượng của Đức Quán Thế Âm. Thì từ nhỏ lớn là con có cái cơ duyên thì con được lớn lên trong một cái môi trường với cái sự giáo dục rất là đặc biệt, đó chính là Phật giáo. Cái chữ đạo trong công việc á, thực ra trong công việc thì mình cũng có một cái chữ đạo, đó chính là đạo đức. Mình làm bất kể một cái công việc gì thì đối với con thì nó cũng cần phải có chữ đạo. Ở đây cái sự đạo đức của mình cũng sẽ giúp cho mình rất là nhiều thành công trong cái công việc và tương lai của mình. Và mình nói về đạo Pháp, nhà đạo Phật, thì khi mà có một cái cơ duyên là được biết đến Phật Pháp thì con hiểu về nhân quả. Mình làm cái gì, một cái điều gì đó thì mình sẽ nhận là một cái điều khác. Và nếu như mà một cái cây mà mình trồng, mình gieo một cái cây tốt thì mình sẽ nhận là một cái quả, một cái trái rất là ngọt. Nên là thành ra là con cảm thấy được là chính vì con hiểu về những cái điều diễn ra trong cuộc sống, về Phật Pháp, về vô thường, đó là cái lý do vì sao mà con nghĩ là con đã trải qua được những cái khoảng thời gian rất là khó khăn, những cái khoảng thời gian mà trầm lắng đến mức im lặng luôn, và rất là nhiều thử thách, và cũng nhờ có Phật Pháp để giúp con bình tĩnh hơn. Và đặc biệt là đến ngày hôm nay thì con rất là hạnh phúc
con nghĩ là con là rất là may mắn khi mà con được biết đến Phật pháp, là bởi vì khi bất kỳ một cái điều gì đó khó khăn đến với con thì con luôn có một cái niềm tin mãnh liệt về Phật pháp, một cái niềm tin chỗ dựa vững chắc đối với con, đó chính là về đạo của mình. Thì thành ra đó là một cái mà con nghĩ là rất là chắc chắn, là một cái hành trình, một cái con đường của đạo pháp rất là chắc chắn để mà con có thể đi xa hơn nữa. Cho nên là con cảm ơn thầy rất là nhiều vì để cho con có một cái câu hỏi để con có thể chia sẻ ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Khánh Vân với câu trả lời rất là thực tế vừa rồi. Cũng được biết nữa là Khánh Vân có thờ một tượng Phật ở nhà. Và tượng Phật này là tượng Phật theo cái truyền thống, theo cái lối của Phật giáo Mật Tông của Kim Cang Thừa đó. Thì đây cũng là một điểm đặc biệt. Tại vì đa phần có bạn biết, có bạn không biết. Nên do đó là Vân có thể chia sẻ cái nhân duyên của mình với cái việc về tượng Phật này không? Dạ, những ngày tháng đầu tiên thì con cũng tu tập theo Phật Pháp Đại Thừa. Và sau này cái cơ duyên mà con được đến với Kim Cương Thừa đó chính là trong những cái lần mà có những pháp hội của các vị thầy, các vị thánh từ Bhutan, Nepal, Tây Tạng và các thầy về. Thì khi mà con được hiểu, tìm hiểu sâu hơn thì khi đó thì con đã đến với, nó chính là cái cơ duyên đến với Mật Tông. Và ngày hôm nay thì con cũng lại một lần nữa cảm ơn thầy. Tại vì có một cái cơ hội để con được chia sẻ với các bạn. Thầy của Vân á, thì thầy của Vân nói với Vân như thế này. Thầy nói là nếu như là thầy á, thầy chia sẻ hay là thầy nói về đạo pháp đi, hay là chia sẻ về đạo pháp đi, thì có thể là một người, hai người, ba người hay là năm, mười người gì đó nghe và tin thầy thôi. Nhưng nếu như mà thầy nghĩ con nói thì cái niềm tin và các bạn sẽ tin con nhiều hơn. Cho nên là con hãy chia sẻ, nếu như con cảm thấy thoải mái thì con hãy chia sẻ những cái câu chuyện của mình về Phật pháp, về những gì mà con cảm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Và đó là lý do vì sao Vân đã chia sẻ những cái góc nhỏ của Vân. Mà thật ra đối với con thì cái góc đó cũng không nhỏ lắm, tại vì con cũng phải cố gắng rất là nhiều. Và thực ra thì từ khi mà biết đến Mật Tông thì nhà ba của con ở Bình Tân á, thì có một cái bàn thờ. Nhà con thì không có điều kiện gì, nhưng mà lúc đó là ba con mỗi nơi, ba con xin một miếng về, xong rồi ba con trang hoàng nên thành một cái bàn thờ. Thì bàn thờ đó là bàn thờ ở Bình Tân. Và khi mà từ lúc nhỏ mà con đã từng được thấy, được hiểu, thì sau đó thì con đã nuôi dưỡng cái ước mơ trong mình. Đó là con ước một ngày nào đó con cũng sẽ có một cái nơi niềm tin vững chắc của con về tâm linh, một cái nơi để mà khi mà bất kể mọi khó khăn gì đó hay mệt mỏi gì đó thì con sẽ ngồi lại và con chỉ cần ngắm nhìn dung nhan của tất cả các vị Phật là con sẽ cảm thấy hạnh phúc. Sau khi mà con được trở thành Hoa hậu Hoàng Vũ 2019, một cái quá trình đi làm thì mọi thứ còn lúc nào con cũng suy nghĩ gì đó để làm mình làm sao đó mình sẽ sau này mình sẽ có một cái bàn thờ dành cho riêng mình để mình có thể tu tập. Và đó là những cái cơ duyên mà con được đến với Phật pháp và cũng như là Mật Tông ạ. Vậy thì Khánh Vân có thể đi sâu hơn cái sự tu tập của mình với Phật pháp á, mình đã có những cái trải nghiệm an lạc hạnh phúc như thế nào? Vì sao hỏi câu này? Tại vì Khánh Vân là một hoa hậu và Khánh Vân cũng là một người trẻ. Đây sẽ là cái tiếng nói của người trẻ về cái việc thực tập những pháp môn của đạo Phật để có được sự an lạc hạnh phúc. Thì mong mà Khánh Vân có thể chia sẻ cho các bạn được biết. Dạ, con cảm ơn thầy. Sẽ có rất là nhiều người nói là có thể là tu Mật Tông thì phải rất là nhiều tiền mới tu được Mật Tông, hay là mình đến với đạo Phật thì mình phải có điều kiện mình mới đến được với đạo Phật. Thì thật ra đối với con thì con nghĩ đó là một cái suy nghĩ chắc là của suy nghĩ của những người khác, nhưng mà với con thì sẽ không là như vậy. Từ khi mà Vân còn nhỏ, mỗi một ngày trôi qua, hay là kể cả mình chưa có những cái điều kiện để mà mình có thể mua những cái vật phẩm để mình cúng dường á, thì Vân đã luôn có một cái suy nghĩ, ví dụ như thấy cái bông hoa này đẹp quá, suy nghĩ là mình sẽ cúng dường lên chư Phật. Mình cúng dường thì mình thấy có tất cả những cái gì đó đẹp nhất, có những cái điều gì đó đặc biệt nhất, mình cũng nghĩ đến mười phương chư Phật và mình cúng dường, mình nguyện cúng dường. Đó là những cái mà mình hình thành. Và tất cả mọi thứ thì con cảm thấy được rằng á, mình tu cái đầu tiên là tại tâm của mình, tại suy nghĩ. Mình phải soi cái tâm của mình, những cái suy nghĩ mỗi ngày. Chỉ cần là tâm của bạn có Phật
thì dù bạn có bất kỳ ở nơi đâu hay là dù bạn không có cái gì hết thì Phật vẫn luôn hiện hữu ở đây cùng với bạn. Đó là những cái suy nghĩ của con. Nhiều khi con cũng không biết con phải cúng dường gì, nên đôi khi con nghĩ là bây giờ con cũng đang có nỗi buồn thôi, con cũng cúng dường luôn. Để mà thực ra mà nói á, bất kể trong một cái hành động nào đó thì mình nghĩ đến Phật Pháp thì con nghĩ rằng mình sẽ có một cái hướng đi đúng. Và mỗi ngày khi mà con cầu nguyện, khi mà con thắp hương, khi mà con lễ Phật thì con lúc nào cũng cầu nguyện cầu xin là làm sao đó để mà tất cả các vị chư thiên hộ pháp, các vị mười phương chư Phật sẽ gia hộ cho con, soi đường và dẫn lối cho con, cho con sẽ có những cái hướng đi thật là đúng ạ. Đôi khi mình tới với đạo Phật á, có nhiều bạn á ở đây mình thấy rồi. Các bạn có thể tự xem, các bạn có thể để ý xem nha. Ra ngoài tượng Bồ Tát Quán Thế Âm á, cúng được cái nải chuối, cúng được một cái trái dừa, mà xin đủ thứ trên đời hết trơn. Xin cho con có người yêu, xin cho con làm ăn đẹp tốt, xin cho con mua được xe, xin đủ thứ hết trơn. Mà cái cúng mà quay lại coi cái nải chuối á, nải chuối nó đen rồi, nó đen cái gốc rồi. Cúng trái dừa mà trái dừa đó chắc ngoài người ta để cũng lâu rồi đó, cúng có nhiêu đó à, mà xinh quá trời quá đất. Không biết rằng là đạo Phật, sự thực tập, sự gia hộ của chư Phật cũng đến từ cái tâm thanh tịnh của mình. Tâm mình có thanh tịnh thì mình mới tương ưng được với Phật, với Bồ Tát. Và hồi nãy Khánh Vân có nói một cái điểm chi tiết cũng rất là hay á, là nếu mà Khánh Vân buồn quá đó, Khánh Vân sẽ cúng dường cái nỗi buồn nó lên chứ Đức Phật nữa. Ở đây có bạn nào vậy không? Có không? Ủa sao hay vậy? Có câu chuyện như thế này. Thời Đức Phật á, có vị đệ tử lớn của Đức Phật, khi mà Ngài đi khất thực, đi khất thực, gặp một cái bà lão nghèo, bà lão giống như ăn xin vậy, nghèo. Và đứng trước bà lão đó, thì tất nhiên khất thực là làm sao? Là ngày xưa các vị sư á, là sẽ đi ôm mình bác, đi chân đất, đến từng nhà, từng nơi. Và ai cho gì á, thì mình dùng cái đó, không đòi hỏi, không xin, chỉ đến và ai cảm thấy cúng thì họ cúng, không cúng thì mình đi. Là các sư ngày xưa là sinh sống, ăn như thế. Thì khi đi tới một cái chỗ đó, thì nhà bà lão đó quá nghèo. Bà nói là: thưa sư, thưa thầy, con không có gì để cúng cho sư, cho thầy đâu, tại vì con nghèo lắm, con chẳng có gì cúng cả. Vì đại đệ tử của Đức Phật nói rằng là: bà hãy cúng cho tôi cái nghèo của bà đi, tôi chỉ cần xin cái nghèo của bà thôi. Bà cũng không hiểu là xin cái nghèo là xin cái gì. Cái nghèo nó trừu tượng quá, chẳng lẽ bây giờ có bộ áo rách nè, cái rồi tôi đưa cho ngài. Bà có thể trong nhà bà còn một chút gì đó, bà có thể cúng cho tôi cũng được, một chút gì đó thôi. Thế là bà vào trong đó, có phần cơm nguội, có phần cơm dư cơm thừa đó, bà nghèo quá mà, bà cúng cho vị sư và cúng cho ngài. Và thế là ngài chúc phúc cho bà: nhờ nhân duyên lành bà cúng cho tôi, bà cúng phần cơm này, tôi mong bà sẽ được an lạc và hạnh phúc, mong bà sẽ được sự giàu sang hơn. Và ngài đi. Ở đây lưu ý một điểm á, là các ngài á, các vị đệ tử lớn của thời Đức Phật thời đó đó, các ngài đều là những bậc thánh, đều là những bậc có nghĩa là phước đức tràn đầy, là vẫn bậc thánh. Nên á, khi mình cúng dường một vật nào đó cho những bậc thánh á, thì là gọi là mình gọi là công đức vô lượng đó. Ở ngoài Bắc sẽ gọi là công đức vô lạn đó. Thì do đó khi bà lão cúng xong, một vài ngày sau thì bà lão này có nhân duyên được gặp nhà vua. Và vì bà giúp đỡ nhà vua đi qua một con đường gồ ghề, nên nhà vua tri ân bà, cảm ơn bà, nhà vua cho bà 500.000 đồng tiền vàng, bà lập tức giàu có. Có phải là cúng dường cái nghèo không? Có giống như mình đang cúng dường nỗi buồn với Đức Phật không? Câu hỏi tiếp theo với Khánh Vân. Các bạn trẻ ngồi đây đó, khi mà tới chùa là các bạn có nhân duyên rất lớn. Như vậy thì với Khánh Vân, nhân duyên với Khánh Vân đến với đạo Phật thì các bạn đã biết rồi. Nhân duyên của Khánh Vân tu tập các bạn cũng vừa nghe xong. Vậy thì không biết là ngoài ra đó, Khánh Vân có đi làm những cái
công việc, những cái công tác mình gọi là từ thiện xã hội hả? Lâu lâu đó mình hay đi tới những vùng cao hay những vùng xa để mình có thể giúp đỡ, chia sẻ cho bà con những cái vùng ở đó. Khánh Vân có thường hay là lâu lâu thỉnh thoảng có hay đi như vậy không? Dạ, con cảm ơn thầy. Thì con thì con tham gia rất là nhiều những công tác về xã hội, công tác thiện nguyện. Thì đến hiện tại thì con vẫn đang là đại sứ của One Body Village, là một trong những nơi bảo vệ, giải cứu tất cả các em bé bị xâm hại cũng như là bị quấy rối. Thì đến ngày hôm nay thì con vẫn tiếp tục cái dự án đó. Là một người chị trong nhà với rất là nhiều em bé nhỏ, thì đó cũng là một cái động lực để cho Khánh Vân cố gắng, bởi vì đôi khi Khánh Vân cũng là một cái hình tượng cho các em bé noi theo, nên là Vân cũng rất là cố gắng mỗi ngày để mà hoàn thiện bản thân mình. Thì ngoài ra thì con thì đôi khi con cũng hay đi, nhưng mà con thì không có chia sẻ. Và con cảm thấy là trong cái cuộc sống của mình, ngoài những cái dự án mà mình làm á, thì đôi khi nó chỉ là những cái hành động nhỏ nhoi mỗi ngày. Mình thấy những cái người xung quanh, những cô chú, những bạn nào đó đang xung quanh mình, sống với cuộc sống xung quanh mình mà gặp nhiều khó khăn, hay là gì đó, mình chỉ cần một cái sự quan tâm, một cái sự chia sẻ, động viên hay khích lệ. Thì đối với Vân thì đó cũng là một cái hành động tốt, như là một cái việc tốt, mình gieo một cái hạt mầm tốt cho những cái quả ngọt mà tương lai mình có thể gặt được. Nên là thành ra đối với con thì ngoài những cái dự án về xã hội, công tác thiện nguyện, thì Vân cũng hy vọng rằng tất cả các bạn, các em ngồi đây, tất cả các bạn đều là những ngọn lửa rất là rực rỡ. Và mỗi một ngày hành trình trôi qua thì hãy cùng với nhau, hãy quan tâm, yêu thương, chia sẻ với những người thân xung quanh mình, quan tâm đến ba mẹ của mình, gia đình của mình. Thì đó cũng là những cái hành động mà Vân nghĩ rất là tốt. Cảm ơn các bạn. Nếu bạn nào có để ý là vào năm 2022, năm ngoái, thì Chùa Hoằng Pháp có mời Khánh Vân về trên cái lễ dân y trong ngày lễ Vu Lan năm 2022. Và hình ảnh Khánh Vân áo dài đi đầu tiên rất là đẹp. Và trong cương vị là một nàng hậu, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2019, thì Khánh Vân có cái điều gì có thể chia sẻ tới những bạn ở đây về việc, mình nói nhỏ nha, về cái việc mà mình phát triển về gọi là ngoại hình, về gọi là sắc đẹp á, để cho các bạn ở đây được có cái kinh nghiệm, các bạn có thể chăm sóc cho cái đời sống của mình nó được nhân duyên, nó hạnh phúc hơn sau này hay không? Dạ, con cảm ơn thầy. Để nói về cái câu này á, hồi đó con nhớ đến một cái câu là dạ tâm sinh tướng, thì con nghĩ là mỗi người sẽ có một vẻ đẹp khác nhau. Và quan trọng là mình hiểu được cái vẻ đẹp của chính mình. Mình tự tin, mình sống là chính mình, mình cố gắng rèn luyện, trau dồi, và mỗi ngày mình luôn hoàn thiện bản thân mình, làm mới bản thân mình, học tập những cái điều hay, những cái điều tốt. Thì Vân nghĩ là mỗi ngày đến một ngày nào đó thì tự nhiên thì mình sẽ cảm thấy là cái nhan sắc của mình nó có sự thay đổi. Thầy đến ngày hôm nay cũng có rất là nhiều bạn cũng nói con là dạy thì thành công. Thì con cũng không biết có thành công hay không, nhưng mà thực sự là Vân cảm thấy được cái quá trình của mình đó, khi mà mình, cái tâm của mình, khi mà mình khởi lên những cái điều mà tốt đó, thì tự nhiên cái diện của mình, cái gương mặt của mình sẽ có rất là nhiều cái thay đổi, sẽ sáng lên, sẽ không biết nữa, Vân cũng không biết để diễn tả được cái vẻ đẹp đó như thế nào. Nhưng mà cái điều đó Vân tin chắc chắn là như vậy. Và Vân cũng có rất là nhiều những người bạn á, có một khoảng thời gian nhìn rất là buồn, rất là ủ rũ, nhưng mà tự nhiên cái cũng hay chia sẻ, hay khích lệ lắm, tầm một vài tháng sau tự nhiên quay trở lại, thấy rất là đẹp, thấy rất là sáng, rất là năng lượng. Thì đó là những cái mà Vân nghĩ là mình nên trau dồi cho bản thân mình. Đôi khi á, mỗi ngày mình sống và mình học tập và mình làm việc thì có rất là nhiều khó khăn, và có rất là nhiều những thứ xung quanh làm cho tâm của mình á bị mệt mỏi, bị bực dọc, bị vướng bận, bị khó chịu. Và bản thân Vân cũng là một người rất là nóng tính,
tính Vân rất là nóng, Vân nóng lắm, nhìn Vân cái vẻ ngoài vậy thôi nhưng mà Vân tính Vân rất là đàn ông, Vân nóng tính rồi đó. Nhưng mà mình lúc nào mình cũng sẽ cố gắng mình kiềm chế và mình biết được là cái khuyết điểm của mình ở đâu để mà mình cố gắng mình tu tập và mình thay đổi, mình chuyển hóa cái điều đó. Nên và điều đó cũng sẽ làm cho các bạn, cho các em sẽ đẹp hơn. Một ngày nào đó tự nhiên cái đẹp lên mà không ngờ đến luôn. Cho nên là thành ra là hãy nuôi dưỡng một cái tâm thật là sáng, hãy nuôi dưỡng cái trái tim của mình, một cái trái tim thật là sáng, một trái tim thật là nhiều yêu thương, tự nhiên một ngày nào đó các bạn sẽ rất là đẹp. Nói tới cái vấn đề về cái ngoại hình á, về những cái beauty hay là những cái handsome gì đó, thì tự nhiên lại nhớ tới cái chuyện này, nhớ tới một cái việc là nếu như ở ngoài đời á mà mình muốn tân trang làm đẹp đi, Hàn Quốc đúng không? Nhưng mà trong nhà Phật á, cái này là câu chuyện thiệt nè. Mình đi tu tới nay cũng 10 năm rồi và cũng đã đi nhiều chùa rồi. Đi có nghĩa là mình tham quan á, mình biết á, mình tới á, thì có cái đặc điểm như thế này. Tới những cái chùa mà trong những ngày lễ đó, tại vì ngày thường ai mời mình tới đó, lễ người ta mời mình tới, mà lễ á thì phải cắm hoa, đúng không ta? Lễ phải có trang trí này, thì trong trang trí không thể nào không có hoa được. Và để ý là đi chùa nào cũng vậy, đi chùa nào cũng vậy, cái đội cắm hoa là những người rất xinh đẹp, rất dễ thương, có nghĩa là cái diện rất là ưa nhìn nha. Mà không biết như thế nào, cái sau này á, khi đã cái đầu bớt tối đi á, thì có thấy được là trong cái nhân quả đó, cái người nào mà hay dâng hoa cho Đức Phật, dâng hoa lên cho bàn thờ Phật, thì người đó sẽ có cái nhân quả là đời sau có thể xinh đẹp. Người nào á, mà dâng đèn, dâng ánh sáng, thì đời sau có thể được thông minh. Không phải đây là cách duy nhất để các bạn đẹp hay các bạn thông minh, nhưng nó sẽ là một cái nhân để các bạn có thể có lòng hoan hỷ. Có ai mà khi mà lên dâng hoa cho Phật hay là cúng đèn cho Phật mà khóc bù lu bù loa, mà cảm thấy là trong lòng mà nó buồn rười rượi, mà nó sầu não, nó u thảm, hay là trong lòng mà nó cũng thành kính, rất là thanh tịnh, rất là sáng, rất là trong, rất là dễ thương, thì chính chỗ đó vừa là tâm sinh tướng, và chính chỗ đó cũng là cái nhân quả. Tại vì ai vào á, ví dụ như các bạn cúng cái hoa hay là các bạn cắm hoa dân Phật, thì khi người khác tới chùa, người khác sẽ nói: ồ, hôm nay chùa này cắm hoa đẹp quá, bàn thờ của chùa này xinh quá, trang nghiêm quá. Chính những lời khen đó, người ta hoan hỷ với việc làm của mình, thì nhân quả nó sẽ như là một cái dòng năng lượng, một cái dòng năng lượng của người nào đó trong cái ngày nào đó sẽ tác động. Giống như tín hiệu vũ trụ vậy đó, các bạn hay nói là tín hiệu vũ trụ đó, nó sẽ gửi tới các bạn những điều tốt đẹp nhất, những phước báu, những năng lượng mà chính do các bạn là cái nhân ban đầu tạo ra cái chuỗi nhân duyên đó. Một phần. Dạ, con phải công nhận là khi mà thầy nói về cái việc là mình cắm hoa các bạn, mình sẽ rất là đẹp, thì con phải công nhận là cái điều đó là có thật. Tại vì lúc mà nhỏ con nhớ hoài, khi mà con đi chùa là con đến với chùa là con hay coi mấy cô cắm hoa lắm. Và có một cô đến ngày hôm nay con vẫn nhớ cô ở đây chắc cũng phải 10 năm, hơn 10 năm khi con còn bé. Thì cô rất đẹp, cô đẹp lắm, mà cô chắc cũng phải 70 á, 70 hơn á thầy. Thì con hỏi là: cô ơi, cô làm sao mà để sau này con lớn lên con đẹp được như cô? Thì cô nói là lúc nào tâm con cũng hướng Phật, lúc nào đi thì cũng cúng dường, cắm hoa, cúng đèn. Và thực ra thì những cái điều đó sẽ mỗi ngày, tự nhiên đến một thời điểm tự nhiên mình sẽ rất là đẹp. Nhưng mà Vân nghĩ rằng á, ngoài cái việc đó ra thì các bạn cũng, khi mà mình tâm mình á, mình hướng đến, mình cúng dường, thì mình cũng đừng nghĩ là Phật ơi con cúng hoa, Phật bữa sau Phật cho con đẹp nha. Mình hãy cúng bằng tất cả cái tấm lòng của mình, bằng trái tim của mình, và đừng nghĩ là mình sẽ nhận lại điều gì. Thì đến một ngày nào đó thì cái quả mà các bạn nhận lại được nó sẽ vô cùng lớn lao. Và Vân tin điều đó là có thật. Có một câu hỏi nó chợt nảy sinh là không biết trong cuộc đời của Vân đó, Vân cảm thấy cái điều gì mà nhiệm màu nhất với bản thân mình khi Vân
bên đến với đạo Phật rồi tu tập với đạo Phật không ạ? Từ trước tới giờ có điều gì gọi là bản thân mình cảm thấy là nhiệm màu nhất không? Phật pháp nhiệm màu á? Dạ, con nghĩ là giống như khi mà con còn bé là ba con đã là một trong những người đến chùa và đi làm công quả rất là nhiều. Và con cảm nhận được cái sự nhiệm màu. Đó chính là ngày hôm nay thì với những cái điều mà con gặt được thì con nghĩ là một phần là nhờ công đức của ba mẹ, ông bà để cho con có được ngày hôm nay. Nên là thành ra là con cảm thấy được là bây giờ thì nhân quả rất là nhanh thầy ạ. Ngày xưa con nghĩ là lúc mà con nhớ con còn nhỏ đó thì con nghe đâu là hôm nay mà mình mà làm cái gì đó là phải kiếp sau thì gì đó là mình sẽ mới nhận được. Nhưng mà con cảm thấy ngay giờ phút này mình sống trong một cái cuộc sống mà mình làm việc, mình hoạt động mỗi ngày, thì khi mà mình gieo những cái hành động mỗi ngày của mình thì tự nhiên con cảm thấy là một vài tháng sau, một vài năm sau là tự nhiên có những cái nó sẽ đến với mình. Nên thành ra thì đối với Khánh Vân mà nói, trong cái con đường tu tập của mình thì các bạn hãy từ ngay giây phút này luôn, mình đừng chần chừ, mình đừng chờ đợi, hay là mình nghĩ là hôm nay mình cố gắng mình làm việc sai xíu đi để không sao đâu. Nhưng mà không, mình hãy cố gắng mình nuôi dưỡng những cái điều tốt đẹp và từ những cái hành động nhỏ nhất của mình để mà mình có thể tốt hơn trong cái tương lai của mình. Vậy thì với tuổi trẻ của Khánh Vân cảm thấy điều gì là điều mình đáng quý nhất, điều gì là đáng trân trọng nhất? Dạ, tuổi trẻ của Khánh Vân thì con nghĩ là con trân trọng hết tất cả những cái điều đã qua. Từ khi mà còn nhỏ, những cái hành trình còn nhỏ cho đến khi mà lớn, rồi đến tận bây giờ thì con đều trân trọng những cái điều đó. Bởi vì con thấy là mỗi một cái điều trải qua, một cái điều trôi qua thì đều đem đến cho bản thân của con rất là nhiều những cái bài học. Và những cái bài học đó, dù có vui hay có buồn hay có như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là những cái bài học quý. Nên là thành ra là con cảm thấy được là con trân trọng từng khoảnh khắc. Và thực ra thì các bạn biết sao, bây giờ khi mà mình nghĩ mình còn trẻ, lúc mà mình còn trẻ, mình còn nhỏ đi, thì mình có khó khăn, mình có những cái gì đó nó không như cái mình mong đợi, mình hay dễ chán nản lắm. Nên là Vân nghĩ rằng các bạn hãy cố gắng, các bạn tận hưởng những điều đó. Giống như Vân ngày xưa, Vân hay học, hay Vân hay nhớ qua hai chữ tận hưởng, có nghĩa là dẫu có vui, dẫu có buồn thì cũng là những cái kỷ niệm, và mình hãy tận hưởng những cái điều đó để cho những cái khoảnh khắc trôi qua của mình á sẽ có thêm những cái điều tuyệt vời. Dạ. Nên đó là con đến được bây giờ đó thầy. Có một câu chuyện là một ngày đẹp trời đó, có một anh thanh niên, anh đi tới ngôi chùa ở quận 2. Và tự nhiên anh thích đi chùa đó thôi. Bình thường thì anh làm việc gọi là deadline dí sắp mặt. Nhưng mà hôm đó chắc anh quá mệt mỏi rồi, anh buông mọi việc xuống, anh đi tới ngôi chùa đó ở quận 2, anh mua mấy chai nước, có kể nhưng mà không biết mấy chai, quên rồi, 5 chai, 7 chai gì đó. Và khi á, cúng dường nước á, mấy cái chai nước á, cúng dường trên cái chỗ thờ của Bồ Tát Quan Âm á, cúng dường nước để lên đó. Xong thì dắt xe ra thì thấy dưới chân có tờ 500 ngàn. 500 ngàn dòm qua dòm lại, nhặt lên, rồi nhìn xuống nữa, dưới tờ 500 ngàn là tờ 5 ngàn. Và thế là hôm đó mình ở đây mình mua một chai gua nước Aquafina là nhiêu tiền ta? 12 ngàn lận hả? Bao nhiêu? 5 ngàn Aquafina đó. 5 ngàn cho là 5 chai đi, 5 ngàn nhân 5 là nhiêu? 25 ngàn. Mà không biết là lúc đó là cái anh chàng này có khấn cái gì, có cầu cái gì mà hay quá, gặp được 505 ngàn. Cái này không biết có phải là Phật pháp nhiệm màu không? Có phải là điều đáng trân trọng không trong cuộc đời không ta? Thì đây là câu chuyện vui để mọi người có thể chiêm nghiệm cho cuộc sống. Dạ, con nghĩ là có thể là với một số bạn thì thấy bình thường, nhưng con nghĩ bạn đó chắc thấy nhiệm màu á thầy. Tại vì mình nhận lại ngay liền lập tức luôn đúng không ạ? Dạ. Bạn đó đang có mặt ở đây. Ủa dạ. Nhưng mà xin tạm giấu nha. Sợ người ta ngại. Gần một giờ đồng hồ chia sẻ với Khánh Vân, qua đó mới thấy được là cái quá trình đó, để mình từ một con người bình thường mình bước lên một cái địa vị
một cái vị trí trong công việc, trong cuộc sống. Và từ vị trí đó, chúng ta có thể lan tỏa nhiều sự yêu thương, lan tỏa nhiều cái tinh thần tới mọi người hơn. Thì mong ở đây Khánh Vân có thể có một lời nhắn nhủ gì đó với các bạn. Tại vì đa phần các bạn ở đây đều trong cái thế hệ Gen Z đó, các bạn sẽ khác với thế hệ của chúng ta. Do đó không biết Khánh Vân có một cái lời khuyên hay là nhắn nhủ gì đó với các bạn để các bạn làm động lực hơn trong cuộc sống. Dạ, con cảm ơn thầy. Đầu tiên á, mà để nói về cái sự nhắn nhủ á, thì trời ơi nhiều quá, con không biết nhắn nhủ điều gì nữa. Tại con nhiều điều nhắn nhủ quá, nhưng mà Vân nghĩ là như thế này. Vân sẽ dành tặng cho tất cả các bạn cái câu này đã gắn bó với Vân từ khi mà Vân nhỏ đến bây giờ luôn. Đầu tiên là mình nghĩ là tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình. Các bạn còn trẻ ngày hôm nay, khi mà Vân thấy các bạn đến với những cái khóa tu như thế này á, Vân cảm thấy là các bạn quá là xịn. Nếu mà nói theo Gen Z, quá là xịn sò. Là bởi vì sao ạ? Khi mà các bạn còn rất là trẻ, nhưng mà các bạn đã có những cái suy nghĩ, một trái tim để hướng về Phật Pháp, để mà dành những cái khoảng lắng cho bản thân của mình. Thì Vân nghĩ đó một cái điều rất là đáng mừng trong một cái thế hệ để phát triển tương lai và đất nước. Nên là rất là vui khi mà được gặp các bạn ở đây. Khi mà gặp những cái gì đó khó khăn, khi mà gặp những cái thất bại, thì đừng có nản chí, đừng có bỏ cuộc. Và mình hãy cố gắng chuyển hóa cái tâm của mình. Tại vì Vân cảm thấy được đó là tất cả mọi thứ mình có như thế nào đi chăng nữa đều xuất phát từ trong cái suy nghĩ của mình, trong tâm trí của mình mà ra. Nên thành ra là đôi khi có một cái việc gì đó nó quá là mình bực bội, thôi mình thở hít một hơi thật sâu và mình bỏ qua cái điều đó. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục cái hành trình, cái con đường đến với Phật Pháp, đến với Đạo Pháp của các bạn. Một cái hành trình thật là đẹp. Nhưng mà Vân cũng phải nói là thật ra thì hành trình ngoài cái chuyện đẹp đó ra, thì thật ra cái gì cũng phải có thử thách, cái gì cũng phải có gian nan. Thì sau khi mà mình trải qua rồi thì mình sẽ nhận được những cái điều rất là tốt đẹp, đúng không ạ? Nên là thành ra là hy vọng rằng các bạn sẽ luôn giữ những cái ngọn lửa trong trái tim của mình, nuôi dưỡng. Và đến ngày hôm nay thì hiện tại thì Vân có thêm hai chữ nữa mà Vân muốn gửi tặng cho các bạn, đó chính là chữ yêu thương. Thầy ơi, con là được gắn với hai chữ yêu thương rất là nhiều. Tại vì thật ra thì đó, khi con còn nhỏ thì con không có gì hết, con chỉ có nhiêu đó thôi. Nên là thành ra thì đối với Khánh Vân rất là quan trọng yêu thương. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trong yêu thương có rất là nhiều thứ. Trong yêu thương là có hy sinh, có sự tha thứ, sự dũng cảm, kiên định, rất là nhiều những cái điều để mình tạo nên hai cái chữ yêu thương đó. Đôi khi mấy bạn trẻ thì có một số bạn sẽ nghĩ là ôi, ai đâu mà mình nói yêu thương, tại vì kỳ quá nó sến quá nó kỳ quá. Nhưng mà Vân nghĩ rằng hai cái chữ đó rất là giá trị trong cuộc sống bây giờ. Cái sự yêu thương đó cực kỳ giá trị. Và đặc biệt là khi mà các bạn biết có những cái hành động yêu thương dành cho cha mẹ của mình, cho người thân, cho gia đình, cho bạn bè, cho những người xung quanh của mình, thì nó lại càng giá trị hơn nữa. Cho nên là hãy nuôi dưỡng những trái tim rực lửa với nhiều sự yêu thương và không bao giờ từ bỏ. Thì Vân tin chắc chắn rằng tất cả các bạn ở đây sẽ rất là thành công và sẽ rất là an lạc và hạnh phúc. Trước khi để mời các bạn có thể giao lưu với Hòa Khánh Vân, thì mình cũng sẽ có một câu của sư phụ dành tặng cho Khánh Vân và cũng như là dành tặng cho các bạn ở đây. Đó là hãy sống như hoa. Hãy sống như hoa, dù sự sống ngắn ngủi, nhưng hoa đã tỏa hương và làm đẹp cho cuộc đời này. Sau đây thì xin mời bộ phận phòng máy, các bạn môn hộ sinh viên có thể hỗ trợ đưa mic. Và các bạn trong hội trường Pháp Đường 1, các bạn nào có điều gì muốn giao lưu, muốn hỏi với Khánh Vân thì các bạn giơ tay lên để bộ phận có thể đưa mic cho các bạn. Dạ, em kính thưa quý thầy, em chào chị Khánh Vân, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Trần Phúc Thịnh.
Có khi nào em là em trai thất lạc của chị không ta? Đúng rồi đó chị, em hâm mộ chị lắm á. Giờ em gặp em gùng quá không biết nói gì hết trơn. Dạ, thì em có một chút chia sẻ là em nghe nói có chị hôm nay xuống để là người truyền cảm hứng á. Hồi tối nay em ngủ không có được. Em cài đặt báo thức 4 giờ sáng á, để em tắm rửa em đi. Mà em ngủ quên. Báo thức nó kêu mày không có nghe. Tới sáng luôn, cái mở mắt ra em nói 4 giờ gì đâu mà sáng tưng vậy. Cái, em lật đật em tắm cái em chạy đi. Vô tới đây cái em chạy lộn đường. Cái em chạy thẳng thẳng luôn. Cái hố rồi cái em phải quẹo lại nữa. Cái em mới tìm vô được tới chùa Hoàng Pháp ạ. Giờ em không biết. À. Ủa là bạn có muốn hỏi gì không? Dạ. Em ơi, chị muốn hỏi là em có ý định bước vào nghệ thuật không? Chứ chị thấy em quăng miếng là trúng đó nha. Dạ, em cũng muốn lắm. Em muốn làm trợ lý của chị á, tại vì em... tại vì em hâm mộ chị dữ lắm luôn á. Em và chị làm gì em cũng biết hết trơn á. Em thuộc từng cái câu hỏi, từng cái câu trả lời của chị luôn. Cảm ơn em, yêu em, cảm ơn em. Nhưng mà giờ em có nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà giờ em gung quá không biết hỏi gì hết trơn. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy và chị yêu của em. Dạ, dạ em xin gửi lời chào tới tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Dạ em muốn nói là lời đầu tiên thì em rất là yêu thích chị rất nhiều. Dạ bạn bè của em nữa. Tụi em chồng tụi em trong FC của chị. Ủa vậy? Hôm nay hữu duyên á, vậy mình gặp nhau vậy trời. Dạ. Thôi. Dạ tụi em cố tình tới đây gặp chị. Khi chị đăng quang chị có vui không? Chị thấy em có khả năng vô showbiz không? Chị nghĩ là đầu tiên á, là nếu như mà em bắt đầu hành trình đầu tiên thì hãy đến với Khánh Vân Academy của chị. Từ từ là bắt đầu mình tập luyện rồi đó, mình trâu dồi rồi đó, là biết đâu mình thi hoa hậu đi. Chị nghĩ thi hoa hậu đi. Ở đây chị thấy hôm nay đến chùa thấy nhiều bạn quá, mình phải đăng ký thi hoa hậu thôi. Phải thi hoa hậu thôi. Thiệt sự đó. Chị tổ chức nha chị. Chị đang chấm thi luôn mà. À có bạn á Hồng cứ thi hoa hậu đi. Dạ con chào thầy, chào chị Vân và chào tất cả mọi người. Dạ, con tên là Nguyễn Vũ Lương. con có một câu hỏi dành cho chị Vân, đó là như chị giới thiệu là chị đã có một công ty nè, rồi một cái học viện đào tạo người mẫu và nhiều công việc khác, thì em muốn biết là chị cân bằng giữa cái việc mà chị đã làm với cái việc tu tập của chị như thế nào? Cảm ơn em. Thiệt ra mà nói thì cảm ơn câu hỏi của em. Mỗi một ngày các bạn, khi mà trước khi mà Vân bước ra đường thì Vân lúc nào Vân cũng sẽ dành khoảng thời gian của mình để cúng hương, cúng đèn và cúng nước dành cho chư Phật. Mỗi ngày luôn, giống như là thói quen luôn, trừ khi nào mà Vân đi làm công việc ở tỉnh và đi xa thôi. Và để mà cân bằng mọi thứ thì đối với chị á nha, thì chị mỗi lần mà chị có cái gì đó mệt mỏi, tại vì hay là áp lực. Nếu mình nói mình làm việc mà mình không áp lực thì không phải, chị cũng có rất là nhiều áp lực. Thì chị hay thường là hay vào trong cái phòng thờ và chị ngồi và chị thắp hương, chị cúng nước, cúng hoa, cúng đèn xong. Và sau đó chị chỉ ngồi và chị ngắm thôi. Chị ngồi chị ngắm tất cả các vị Phật thôi. Thì nó sẽ làm cho chị có được cái nguồn năng lượng. Mà chị rất là may mắn, chị không biết sao cứ mỗi lần mà chị nhìn tất cả các vị Phật á, thì tự nhiên chị cảm thấy tâm của chị an lại, an lạc lại, mọi thứ chị cảm thấy chị bình tĩnh lại.
Và có những cái khó khăn nào cái chị cũng nói thôi kệ, rồi mai cũng hết thôi, rồi cũng xong thôi. Nên đó là cái cách mà giúp cho chị có thể cân bằng được. Thực ra thì chị nghĩ là cái chỗ dựa tâm linh đó là một cái chỗ dựa rất là vững chắc, không phải là cho riêng chị đâu mà cho tất cả các bạn luôn. Và chị cũng cảm thấy được cái điều đó trong ánh mắt của tất cả các bạn ngày hôm nay khi mà ngồi ở đây. Các bạn đã có những cái sự tìm hiểu, những cái suy nghĩ, những cái tâm tư, những cái mong muốn, nên là các bạn có mặt trong cái buổi tọa đàm ngày hôm nay và cũng như là hai ngày hai hôm các bạn đến tu học. Nên là chị hy vọng rằng là khi mà các bạn có một cái khoảng thời gian nào đó mà khó khăn quá, hay là mình cảm thấy mình lắng động quá, thì hãy nếu như mà ngoài cái công việc của mình ra thì mình có thể dành một ít thời gian để mình đến chùa, mình đảnh lễ, hay là mình đến với những khóa tu như thế này, thì cái điều đó sẽ giúp cho các em có thêm rất là nhiều năng lượng và em có thể cân bằng giữa Phật pháp và công việc. Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy và chào chị Khánh Vân. Con xin giới thiệu, con là Nguyễn Minh Trường, con đến từ trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi em có hai câu hỏi muốn hỏi chị là trong cuộc sống thì chị người nào truyền cảm hứng cho chị trong cuộc sống và sự nghiệp nhiều nhất? Câu hỏi thứ hai đó là từ lúc nào chị thấy mình là một người truyền cảm hứng và truyền được nhiều năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh, và hiện tại chị là người truyền cảm hứng cho em và tất cả mọi người ở đây. Dạ, hết. Cảm ơn Trường rất là nhiều. Một nhân vật rất là đặc biệt mà chị muốn nhắc đến để truyền cảm hứng cho chị rất là nhiều luôn, đó chính là Đức Quan Thâm Bồ Tát. Chị thích những cái gì đó về tâm linh và chị có rất là niềm tin rất là mãnh liệt về tâm linh, nên là Đức Phật Quán Thâm là một trong những vị Phật rất là từ bi và bao dung, nên là thành ra là chị mỗi lần mà có gì đó mà chị làm chị nóng lên đó, chị nóng giận lên đó, là chị sẽ nghĩ đến Ngài. Điều đó sẽ giúp cho chị vượt qua được những cái năng lượng bên trong mình. Còn nếu mà nói tiếp theo sau đó thì chị nghĩ đó chính là ba của chị. Tại vì ba chị thì từ lúc mà ngày xưa khi mà ba còn trẻ thì cũng bắt đầu đã đến chùa và làm công quả tu tập, nên là đó là những người rất là đặc biệt mà chị nhắc đến. Và đến ngày hôm nay thì giống như câu hỏi của em nói là từ khi nào chị biết chị là người truyền cảm hứng, thực ra thì giống như hồi nãy con lên lầu mấy á thầy, dạ hồi nãy con lên lầu 3 hay gì đó thì con có gặp các bạn, thì Vân cũng có chia sẻ là thực ra đối với chị không phải là chỉ có một mình chị là người truyền cảm hứng đâu. Tất cả các bạn ngày hôm nay ngồi đây, tất cả mọi người luôn đều là những người truyền cảm hứng và có những câu chuyện của riêng mình. Chị chỉ là một cái người bạn, người đồng hành để mà chia sẻ những cái hành trình đã qua thôi. Nhưng mà còn các em sẽ là một trong những cái người nối tiếp cái điều đó và sẽ truyền rất là nhiều cảm hứng, những cái nguồn năng lượng rất là tích cực cho mãi về sau nữa. Nên là cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, em chào thầy, em chào chị Vân, chào tất cả mọi người. Em tên là Hà Ninh, em đến từ trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Em biết đến chị Vân là từ dự án OBV của chị. Cái ấn tượng đầu tiên của em, chị không phải là một người hoa hậu mà là một người truyền cảm hứng cho em từ cái dự án đó. Em có câu hỏi muốn hỏi chị là cái động lực nào và cái cơ duyên nào mà đưa chị tới với OBV, và trong cái hành trình mà chị đem cái dự án đó đi thi cũng như là lan tỏa cái yêu thương đó tới mọi người á, thì nó cũng gặp những cái điều trái chiều á, thì cái động lực nào để giúp chị vượt qua những cái đó? Dạ em cảm ơn. Cảm ơn em. Cái cơ duyên mà để chị được đến với nhà OBV, thực ra thì ngày trước đây thì chị cũng là một trong những nạn nhân bất thành của việc quấy rối. Nên là thành ra là chị cũng có những cái khoảng thời gian mà trải qua cái giai đoạn tâm lý. Nên là thành ra là sau này khi mà chị đến với Hoa Hậu Vũ thì chị đã quyết định lấy đó là cái câu chuyện và dự án chị sẽ đem đến với cuộc thi.
Và sau khoảng thời gian đó thì chị đã có cơ duyên được đến với nhà OPV. Thì trong cái quá trình mà mình đi giải cứu hay là mình đến với các em nhỏ, thực ra thì tại nhà OPV thì các em bé sẽ được bảo vệ rất là tuyệt mật. Và bản thân chị khi mà chị đến nhà OPV, chị cũng phải ký một cái giấy cam kết là không được để lộ những cái hình ảnh thông tin của các em, tại vì đó là cái sự an toàn của các bé. Nên là thành ra là trong cái quá trình mà chị đến hay là đôi khi chị làm việc á, hay là những cái hình ảnh thì công việc mình cũng phải có những hình ảnh mình chia sẻ trên mạng, thì cũng có rất là nhiều những cái bạn không cũng không hiểu và thấy là hay dùng những cái bông hoa để che đi những gương mặt của những em bé đó, thì đôi khi cũng sẽ dùng những cái lời nói, những cái từ ngữ cũng làm chị rất là tổn thương. Nhưng mà chị nghĩ là cái điều tổn thương đó nó không là gì so với cái nỗi đau cũng như là những cái điều mà các em bé đã và đang phải trải qua. Nên là thành ra là mỗi khi mà chị quay trở về nhà OPV á, thì khi mà nhìn thấy các em bé, thấy các con đang trong cái giai đoạn hồi phục, được chữa lành, thấy được nụ cười các con, thì đó là một cái niềm động lực rất là lớn lao để cho chị tiếp tục dự án. Và chị không màng đến những điều xung quanh nữa và chị tập trung cho các bé thôi. Nên thành ra đó là những cái động lực rất là lớn để mà ngày hôm nay chị vẫn luôn đồng hành là một người chị cả trong đại gia đình OPV. Cảm ơn em. Nam Mô Di Đà Phật. Con kính chào sư thầy, kính chào chị Khánh Trân. Xin chào tất cả mọi người. Wow. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Nhật Linh, năm nay 22 tuổi và em đến từ trường đại học Cần Thơ. Wow. Dạ, em có một câu hỏi muốn hỏi chị là mọi người luôn nói về sự yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu chính mình. Nhưng thật sự bản thân của giới trẻ hiện nay đã có thực sự yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng chính mình chưa? Em muốn nghe chị chia sẻ về câu nói nếu bạn yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng chính mình thì bạn mới có thể đi yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng người khác. Cảm ơn em. Nghe xong câu hỏi của em, chị cảm thấy chị đang đứng ở top 5 để trả lời Q&A. Ok, cảm ơn em. Để nói về mình phải yêu thương được chính mình thì mình mới có thể yêu thương được người khác, quả là không sai. Bản thân mình khi mà mình sinh ra, mình phải biết yêu thương và bảo vệ cái thân thể này, cái cơ thể này, những cái mà cha mẹ mình đã cho mình. Nên là thành ra đối với chị đó là cái điều rất là đúng. Nhưng mình yêu thương, ngoài cái việc là mình yêu thương những cái mà mình đang có thì mình cũng phải chia sẻ nữa, thì cái điều mà em nhận lại sẽ lớn lao. Tại vì sao? Nếu như mà mình chỉ dành cho riêng bản thân mình á, mình chỉ ích kỷ và mình dành cho riêng bản thân mình á, thì em sẽ không có được những cái người xung quanh mình, những tình bạn, những tình cảm, mà chỉ khi mà em gặp rất là nhiều những khó khăn thì những người đó sẽ luôn bên em. Nên là thành ra là đối với chị, đôi khi mình nói thì có thể là mình dễ nói, nhưng mà để mà mình làm được thì là một cái điều rất là khó. Thì mình hiểu cái điều đó nên là mình sẽ cố gắng. Mình sẽ cố gắng mỗi ngày và mình tự nhắc nhở bản thân mình để mà mình có thể làm theo như đúng những cái câu nói rất là hay và rất là ý nghĩa mà đã được truyền lại đến tận bây giờ. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Qua những câu hỏi nãy giờ đó thì có một cái điều mà mình phát hiện, đó là về những bạn trẻ đó. Bây giờ mình tạm nói là như bạn vừa rồi đứng lên để đặt câu hỏi với Khánh Vân đó. Dạ. Các bạn không giống như cái thời của mình ngày xưa. Có nghĩa là các bạn bây giờ sao mà tự tin quá, sao mà có thể gọi là mạnh dạn đứng lên chia sẻ nói và không ngại cái chuyện là trước đám đông á. Tại vì ngày xưa nếu như mà nói trước đám đông á mà gọi là mình thả miếng, bây giờ gọi là thả miếng đúng không, là ngại cực kỳ lắm. Vậy cái người đó là phải cái người mà rất là tự tin trước công chúng. Còn ở đây thấy bạn nào đứng lên cũng thả miếng được hết trơn á. Cái điểm mạnh của thế hệ các bạn hay sao á, các bạn rất là tự tin nha. Dạ thưa thầy, thì con nghĩ đó là một trong những cái điều rất là hay. Tại vì giống như ngày xưa á, Vân thấy Vân rất là nhút nhát luôn. Con rất là nhút nhát, thầy ngày xưa con cũng bị thiếu tự tin. Con không biết sao con lúc nào con cũng chui trong một cái áo rất là rộng, con núp trong đó vậy đó. Dạ. Nhưng mà con cảm thấy là ngày hôm nay con có một cái mà con muốn chia sẻ với các bạn đó, đó chính là cái sự tự tin đó, cái năng lượng đó rất là tốt. Và các bạn là cái những bạn trẻ, thế hệ trẻ bây giờ thì các bạn đang rất cần cái điều đó.
Và quan trọng là mình là một cái tuổi trẻ rất là nhiều năng lượng, mình dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá, dám hành động, thì đó là một lời khen ạ. Dạ. Dạ, em chào thầy và chào chị Khánh Vân, chào các bạn. Em tên là Trần Thị Tường Vi ạ. Thì lúc nãy thầy cũng có nói á, là chị Vân á, là xuất hiện là sẽ làm cho tâm động á. Thì chị Vân là người làm trong việc trong lĩnh vực nhan sắc á, cho nên là em muốn hỏi chị Vân là về phương diện đạo á, thì nhan sắc mà quá là xinh đẹp thì sẽ làm gây sao động cho người đối phương á, đặc biệt là đối với người khác giới, thì trong đạo là như thế, nhưng mà về đời á, về phương diện đời thì nếu mà mình không xinh đẹp thì mình sẽ không có nhiều cơ hội và không bắt được nhiều thiện cảm của mọi người á. Thì em muốn lắng nghe một xíu ý kiến và góc nhìn của chị về cái việc mà mình phải cân bằng thế nào giữa tâm và tướng với lại chuyện đời và chuyện đạo đó là. Ok. Dạ. Cảm ơn em, một câu hỏi rất là hay. Đầu tiên là mình nói về tâm và tướng, đúng không ạ? Đây là một trong những cái câu hỏi rất là chị được nhận rất là nhiều khi mà các bạn học viên đến với chị, các bạn hay có cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra đó là một cái mà đó là do mình cảm thấy, bởi vì mình nghĩ điều đó là thật, bởi vì mình luôn thiếu tự tin về bản thân của mình và mình luôn nghe những cái người nói xung quanh. Là những người xung quanh nói mình á, là mình không có đẹp, mình xấu quá đi. Thì mình nghĩ như vậy là mình, và mình nghĩ bản thân mình xấu. Thì đối với chị đó là một cái suy nghĩ mình cần phải thay đổi. Cái điều đầu tiên khi mà trước khi mà mình nghĩ ra điều đó thì mình đừng nghĩ điều đó, mà em hãy biết ơn. Biết ơn ba mẹ đã sinh ra mình, biết ơn những điều mà em đang có được. Mình hãy nhìn những cái mà mình có, hãy bằng lòng với những cái hiện tại thì em sẽ có được rất là nhiều hạnh phúc. Và đừng vì những cái lời nói xung quanh để làm cho mình bị xáo trộn, làm cho mình bị xáo động và làm cho mình bị ảnh hưởng bởi những điều đó. Và khi mà em có cái suy nghĩ đó thì đó cũng là một cái khi để cản cái bước đường thành công của em rồi. Nên là hãy để cho nó trôi qua và mình tìm cách những cái bên ngoài và mình bên trong mình thay đổi để giúp cho mình tự tin hơn và mình đẹp hơn. Đôi khi với những người mà nhiều khi không thương mình, không hiểu mình thì có thể thấy mình như vậy. Chứ nếu như mà em hỏi ba mẹ của mình đi, con có đẹp không, thì bảo đảm em lúc nào cũng sẽ là người đẹp nhất. Đẹp quá thì mình cũng khó tu, hay là mình cũng sẽ làm xáo trộn cái việc tu tập của người khác. Thì đó là một cái góc nhìn, đó là một cái suy nghĩ của mỗi người nghĩ. Mỗi người riêng biệt nào đó nghĩ khác nhau. Còn với Vân thì Vân không nghĩ như vậy. Quan trọng là khi mà mình nghe những cái điều đó, mình hiểu được cái điều nào mình nên tiếp nhận, mình nên tiếp thu, và những cái điều nào mà mình nên không cần phải để ý nhiều tới. Để cho cái điều đó, tại vì khi mà mình tiếp nhận quá nhiều thứ và nó sẽ làm cho cái tâm của mình bị xáo động và mình không có còn biết phân định, mình để ý được cái nào đúng, cái nào sai, thì nó sẽ làm cho các bạn bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên là đó cũng là những cái lý do vì sao mình nên học cách là mình tiếp nhận những câu nói hay những cái ý của những cái điều xung quanh đến với mình. Mình lựa chọn để giúp cho mình bình tĩnh hơn, tâm của mình sáng hơn, và mình chỉ hướng một lòng một dạ của mình đến với Phật Pháp mà thôi. Cảm ơn em rất là nhiều. Cái đẹp á, bây giờ á, cái người mà mình sắp tới đi, cái người sắp tới của mình sẽ lấy làm chồng, sẽ lấy làm vợ, có ai đảm bảo chắc chắn trong 3.000 người ở đây thì cái người tương lai của mình đó là 100% mà đẹp không? Chẳng lẽ giờ người xấu mình không lấy, hay là những người xấu trên thế giới này là những người không đẹp lắm, là những người ế trọn đời, ế quanh năm, có không? Đúng không ạ? Thì cái đẹp cái xấu á, mình thích. Nếu mà mình đang nói là mình đang tu mà mình gặp người đẹp của mình khó tu, vậy cái vấn đề ở mình hay ở người đẹp? Ở mình một phần. Rồi, Đức Phật á, có cái bài kinh như thế này nè. Cái câu trả lời này các bạn nghe cho kỹ nha. Nếu mà ai có cáp kết chỗ này á, là cáp kết từ đầu tới cuối nha. Chứ các con đoạn là thấy nó bị sai vấn đề. Đức Phật có dạy trong một bài kinh. Ví dụ, Đức Phật lấy ví dụ á, tình yêu là gì? Cái lòng gọi là yêu thương nhau á, gọi là cái gì? Đó là
con cóc cái trong mắt con cóc đực. Có nghĩa là khi mình ở cái tầm nhìn như thế nào thì mình sẽ thích cái người tương ứng với tầm nhìn của mình như thế. Thế giới nó chỉ phản ánh đúng với nhận thức và suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn tới đâu thì bạn sẽ nhìn thế giới, bạn sẽ hiểu thế giới như thế đó. Nên nếu là con cóc thì nó chỉ thích con cóc cái thôi, chứ con cóc nó không thích con mèo, không thích con chó, không thích con bò, con trâu được, mà nó thích cái người đối diện là đồng đẳng, đồng cấp với nó. Thì nên là Đức Phật nói là tình yêu là con cóc cái, đẹp là con cóc cái trong mắt con cóc đực. Mình nhìn nó đâu có đẹp đâu, nhưng mà đúng như vậy không ạ? Cóc đực nó sẽ thích cóc cái thôi. Dạ, nhân cơ hội thầy nói về tình yêu thì con cũng muốn chia sẻ về tình yêu. Dạ, thực ra mà nói thì để nói về tình yêu á, thì cái quan trọng là mình cảm nhận được mình và người đó, và mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình an lạc, là đối với chị đó là một cái thành công rồi. Chứ mình không nên là mình nghĩ là mình phải lựa chọn một cái người đó và hàng vạn người mê hay hàng vạn người thích hay người đó, và nhìn mọi người nhìn bên ngoài phải thật là xứng với mình mới là một cái người xứng đáng. Thực ra không đâu. Giống như thầy chia sẻ là mỗi người sẽ có những cảm nhận, và cái trái tim á, nó sẽ giúp cho mình tìm được và mình hiểu được cái người đó có phù hợp với mình hay không. Cho nên là ngày hôm nay khi mà các bạn ở đây thì các bạn nào đó ai đang yêu thì hãy cứ yêu, và đừng để những lời nói xung quanh làm cho mình bị ảnh hưởng tình yêu của mình. Hãy trải nghiệm đi, hãy yêu đi. Chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc ở đây. Thay mặt cho ban tổ chức thì mình cũng xin chúc Khánh Vân được nhiều sức khỏe, luôn mãi xinh đẹp và là người truyền cảm hứng. Yeah. Đồng thời chúc luôn tất cả những người cộng sự, đồng hành và gia đình cũng như bố mẹ của Khánh Vân luôn mãi mạnh khỏe và cùng sát cánh đồng hành với Khánh Vân trên đoạn đường phía trước. Dạ, yeah. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì Khánh Vân rất là hạnh phúc, rất là biết ơn, rất là vui khi mà được đến với Chùa Hoằng Pháp để mà có thể chia sẻ cùng với lại tất cả các bạn, các cô chú và các anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay. Và Khánh Vân xin được gửi lời chúc sức khỏe, những lời chúc tốt đẹp nhất, bình an nhất, hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất đến với tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Và hy vọng rằng hành trình tu tập của các bạn sẽ vô cùng rực rỡ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.